Ngành tài chính cần tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược theo hướng tài chính vì lợi ích tổng thể của nền kinh tế, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm huyết mạch của nền kinh tế thông suốt, an toàn và tạo nền điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành tài chính ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra vào sáng nay. Đánh giá cao những thành tích mà ngành tài chính đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh ngành tài chính hoàn thành toàn diện, vượt mức, xuất sắc nhiệm vụ 5 năm qua. Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, ngành đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều cơ chế chính sách ứng phó hiệu quả với COVID-19, khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nền kinh tế. Chúng ta khẳng định thành quả đặc biệt quan trọng toàn diện của đất nước, nêu trên có sự là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước. Dưới sự đúng đắn của Đảng, chúng ta đã phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, gắn với sức mạnh thời đại, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra. Trong những kết quả quan trọng này, và nhất là sự toàn diện của đất nước, có đóng góp nổi bật của ngành tài chính, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả trong điều hành chính sách vĩ mô, đặc biệt là chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, để kiểm soát lạm phát ở mức thấp, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép. Thì cái ổn định vĩ mô là một cái bài học kinh nghiệm xương máu trong điều hành quản lý kinh tế, thì chúng ta đã giữ được cái này. Năm 2021, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược theo hướng tài chính vì lợi ích tổng thể của nền kinh tế, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Chủ động phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh đặc biệt quan trọng của mình, đó là bảo đảm huyết mạch của nền kinh tế thông suốt, an toàn và tạo nền điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí Bộ trưởng và toàn ngành tài chính là tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về tài chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi, phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả tổng thể của hệ thống tài chính ngân sách nhà nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo, gắn với mục tiêu nhất quán về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công, phát triển nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Phát triển nhưng an toàn bền vững là một yêu cầu, thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu mà kế hoạch nhà nước, dự toán nhà nước đã giao cho các ngành và các địa phương và của cả nước. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính phải tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, thì mới hiện thực hóa được khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển trong 5 đến 10 năm tới. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, kiểm soát bộ chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 4% GDP và phấn đấu thấp hơn.